tần số tình yêu. Một phiên bản truyền hình hoàn toàn mới về tình yêu. Mình có cảm giác như mình đang làm việc có lỗi với họ vậy. Mình cho người yêu hiện tại mình quay lại với người cũ. Những cảm xúc nhất thời khiến con tim rung động. Chúng ta sẽ cùng xây dựng tình đầu với nhau. Một chàng trai thơm tớt, một trái tim gọn gàng. Mời em bước vào. Liệu lý trí có được quyết định tất cả? Nếu em chọn cái người không yêu đó về chung với em á, thì người không yêu đó sẽ được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đón xem tập 1 tần số tình yêu mùa 3 phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 5 tháng 3 trên kênh HTV7.